Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại bản tin 2 News của ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì sẽ là May mang tới cho bạn những thông tin về công nghệ hot nhất trong ngày. Và không để các bạn chờ lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Redmi Note 9 chính thức trình làng, Galaxy A21 sẵn sàng ra mắt, Apple tự phát triển chip cho MacBook, iPhone 9 xuất hiện đầy chân thực. Vào chiều ngày hôm qua, Redmi, một thương hiệu quen thuộc của Xiaomi, đã chính thức cho ra mắt bộ đôi Redmi Note 9 Pro và Redmi Note 9 Pro Max mới nhất của mình. Bộ đôi này đã gây ấn tượng với thiết kế mới cùng 4 camera sau, màn hình đục lỗ cùng với cấu hình ấn tượng. Theo đó, thì bộ đôi đã sở hữu chip Snapdragon 720G, pin là 5200mAh và giá chỉ hơn 4 triệu đồng. Phần mặt lưng của Redmi Note 9 Pro sẽ là vị trí của cụm 4 camera, bao gồm cảm biến chính là 48MP, một camera góc rộng là 80MP, một camera macro là 50MP và một camera 20MP để hỗ trợ đo chiều sâu. Sau khi xuất hiện trong hình ảnh render sắc nét vào tuần trước, thì bây giờ chúng ta sẽ biết được bên trong của chiếc Galaxy S21 có gì bởi máy vừa có mặt trên cơ sở dữ liệu Geekbench. Và Geekbench đã xác nhận rằng Samsung Galaxy A21 đã đạt được 781 điểm hiệu năng đơn lõi và 4102 điểm hiệu năng đa lõi. Và chiếc smartphone này đã dùng chip MediaTek Helio B35, tốc độ là 2.3GHz, kết hợp với bộ nhớ RAM là 3GB. Tuy nhiên, thì các báo cáo trước đó cho thấy chiếc Galaxy A21 cũng sẽ có thêm biến thể là RAM 4GB, pin là 4000mAh. Samsung Galaxy A21 sẽ liên kệ với hệ điều hành Android 10 mới nhất, giao diện là One UI. Bên cạnh thế hệ iPhone mới, thì nhiều người yêu thích Apple còn chờ đợi sự đổi mới về thiết kế của thế hệ MacBook Air và MacBook Pro. Sau mới đây, chuyên gia người Hàn Quốc Minchiko đã đưa ra một nhận định vô cùng bất ngờ về các thế hệ MacBook tiếp theo. Và theo đó, thì Apple đang lên kế hoạch phát triển một mẫu MacBook sử dụng bộ vi xử lý do chính họ phát triển. Và máy được dự đoán sẽ đi trình làng quý 4 năm nay, hoặc chậm nhất là quý 1 năm 2021. Một số nguồn tin tiết lộ rằng Apple đang nghiên cứu bộ vi xử lý mới dựa trên nền tảng ARM, và nếu như mà thành công, họ sẽ có thể giảm bớt sự lệ thuộc của mình vào Intel. Và ngoài ra, thì chuyên gia Minchiko còn tin rằng MacBook sẽ được thay đổi ngôn ngữ về thiết kế vào quý 3 của năm 2021. Không phải mọi video cần xét về iPhone đều đậm chất hàng đường với một loạt các tính năng chỉ nằm mơ mới cao được. Mới đây, một đoạn video vừa xuất hiện trên mạng xã hội sẽ mang lại cho bạn một cái nhìn chân thực về mẫu iPhone giá rẻ mới mà Apple sẽ cho ra mắt trong năm nay. Và theo đoạn video được tạo ra bởi nhà thiết kế mang nickname là Hacker34, anh này có sở thích là chế hạnh các sản phẩm tương lai của Apple, nhưng mà theo một phong cách chân thực chứ không cố nhồi nhét vào đó những tính năng mọi người dùng thường mơ đến. Và iPhone mới sẽ có một màn hình là 4.7 inch, nút Home tích hợp với Touch ID và một camera đơn ở phía sau. Máy cũng sẽ có hỗ trợ sạc không dây, cấu hình bên trong của máy bao gồm vi xử lý Apple A13 và 3GB RAM. Và tới đây thì bản tin 2 News của ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Hy vọng là những thông tin mà mình mang tới sẽ có cho các bạn. Và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Di Động nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!